để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Chúng ta không được gọi để nên thánh. Tôi nhắc lại, chúng ta không được gọi để nên thánh, mà chúng ta được sinh ra để làm thánh. We was born to be sent, not called to be one. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa. Kính chào quý ông bà và anh chị em, con linh mục Martino Nguyễn Bá Thông của chương trình Sống Đạo Công Giáo, với mục đích là để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phụng thờ Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta đến với nhau trong chương trình Sống Đạo Công Giáo số 409. Trong cái chương trình này, con xin trả lời một câu hỏi của một số bạn là chúng ta đặt cái quan tài ở đâu trong thánh lễ an táng. Chúng ta đặt ở phía cuối nhà thờ, chúng ta đặt ở phía trên nhà thờ, hay chúng ta đặt ở ngoài nhà thờ? Đôi lúc cái câu hỏi này là một linh mục thì con được hỏi hoài. Đôi lúc con cứ hay giỡn là người Công giáo chúng ta có một cái ơn rất là đặc biệt, là đi lễ thì được cái ơn thích ngồi đằng sau, kêu gọi khản cả cổ thì vẫn không lên đằng trước, thích ngồi đằng sau, thích đứng ở ngoài. Thích ở Việt Nam hay là những nước khác thì còn được gọi là đạo gốc cây, tức là thích đứng ở ngoài gốc. Con còn nhớ là vị cha xứ của con ở Việt Nam sáng còn phải đi cầm cái roi để quất những người ngồi chung quanh nhà thờ, đi vào trong nhà thờ. Đôi lúc con cứ nửa giỡn nửa thật, con nói thì khi còn sống đi lễ ngồi ở đâu, thì khi chết đặt cái quan tài ở đó. Nếu đi lễ thích ngồi dưới thì đặt cuối nhà thờ, thích ngồi trên thì đặt ở phía trên, còn muốn ngồi ngoài nhà thờ thì đặt ngoài nhà thờ. Đó là cái câu trả lời vui, giỡn một tí. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay trả lời cái câu hỏi là khi chúng ta mất thì quan tài được đặt ở đâu, có sự thống nhất nào không, thì con muốn dùng cái cuốn sách. Chúng ta nhìn thấy cuốn sách ở đây, nó gọi là The Order of Christian Funerals with Cremation Rite. Là cuốn sách này được chính thức của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ là cho cái nghi thức tại nhà Mỹ, cho lễ an táng, cộng với lại đi kèm với những cái nghi thức của hỏa táng nữa. Thì con muốn giải thích như thế này, nó như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy phần đầu tiên gọi là greetings, là chào mừng. Trong phần chữ đỏ, chúng ta nhớ trong luật phục vụ của giáo hội thì có phần chữ đỏ, có nghĩa là cái phần mà nói chúng ta phải làm cái gì. Rồi cái phần đen là cái phần chúng ta đọc, còn cái phần chữ đỏ là dạy chúng ta phải làm theo. Trong phần chữ đỏ đọc là The minister with assistant minister go to the door of the church and using one of the following greetings in similar words greet these present, those present. Có nghĩa là gì? Linh mục và các thừa tác viên ra ngay cửa nhà thờ và chào mừng mọi người. Thì nó tùy theo vùng vùng. Chẳng hạn như có những người cái cửa nhà thờ nó là những cái bức thang, thì người ta sẽ đưa cái quan tài vào trong cái bên trong cửa nhà thờ, chứ không để bên ngoài cửa nhà thờ. Cho nên chúng ta có hai chọn lựa ở chỗ đó. Chữ đỏ ghi là linh mục và các thừa tác viên ra cửa nhà thờ, không gọi là ra trước cửa nhà thờ, hay không nói là ngay bên trong cửa nhà thờ. Chữ đỏ không có nói, mà chỉ gọi là go to the door of the church, tức là cửa nhà thờ, tức là không phải là before the door hay after the door. Cho nên việc đầu tiên chúng ta nhìn thấy là cái nghi thức chào người quá cố được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và trong nghi thức phục vụ nói là cửa nhà thờ. Thì chúng ta nhìn thấy có thể là ngay bên ngoài cửa nhà thờ hoặc bên trong cửa nhà thờ, nhưng không được trong lòng nhà thờ, phải không ạ? Hoặc là phía trên hoặc phía ngoài như thế nào đó, thì được ghi rất là rõ như vậy. Sau khi chào xong thì linh mục sẽ chào là Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Sau khi đó thì linh mục sẽ rảy nước thánh lên trên cái quan tài, và ai cũng biết được cái điều đó. Sau khi rảy nước thánh lên thì trong cái luật chữ đỏ, nếu các bạn nhìn thấy The place of the pause, cái luật chữ đỏ ở đây ghi rất là rõ ràng. Sau khi rảy nước thánh thì tùy theo cái nghi thức của địa phương, có nghĩa là nếu địa phương nào cho phép, hoặc nghi thức trong giáo xứ Mỹ của chúng con thì Đức Cha cho phép và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho phép, thì chúng ta đặt một cái khăn trắng rất là lớn trên quan tài và nhắc nhở bí tích rửa tội chiếc khăn đó. Nếu chúng ta nhìn thấy ở bên Mỹ thì hay làm điều đó, bởi vì đó là luật chữ đỏ cho phép, là cái custom, là cái văn hóa của địa phương. Nếu chúng ta nhìn những cái thánh lễ an táng ở bên Roma thì họ không có đặt cái khăn trắng.
Nhưng tại Hoa Kỳ thì có, rồi nơi tùy đất nước của các bạn, không biết bạn hỏi câu này ở Mỹ, Đức, Canada, Việt Nam hay tiệm khác thì tôi không biết. Nhưng mà tùy, đặt cái khăn trắng là tùy. Sau khi đặt khăn trắng xong thì nói tới entrance procession. Entrance procession, nếu các bạn nhìn thấy, có nghĩa là đi vào bên trong. Đi vào bên trong. Trong cái entrance procession này sẽ nói tới cái vấn đề đã nói tới cái vấn đề là sẽ đặt cái đèn cầy, cái Easter candle tại cái chỗ mà cái quan tài sẽ được đặt lên. Điều đó cho biết là khi cái entrance procession đi vô, con cố tình con đứng đây ở trong cái giữa cái lòng nhà thờ của chúng con, có nghĩa là phía sau lưng đằng sau đó là cái cửa nhà thờ. Sau khi xong thì trong cái luật của giáo hội thì ghi là entrance procession, có nghĩa là đưa quan tài đi lên và đặt trước cái chỗ trên đó đã đặt sẵn cây nến phục sinh, nơi mà quan tài sẽ được đặt. Và khi lên đến đó thì trong lúc đang đi procession thì luật chữ đỏ ghi là chúng ta có thể hát bài ca nhập lễ. Và người linh mục và những thừa tác viên đi trước quan tài, tiếng Anh ghi rất là rõ, the minister and assistant minister precede the coffin and the mourners into the church, có nghĩa là vị linh mục và các thừa tác viên sẽ đi trước quan tài và những người trong gia đình, the mourners, đi trước. Điều đó cho chúng ta nhìn thấy thánh lễ an táng tại Hoa Kỳ là quan tài được đón ở cửa nhà thờ, có thể là trong hay ngoài, và được đưa vào, bởi vì luật chữ đỏ ghi rõ ràng là linh mục đi trước, có nghĩa là quan tài và những người kia phải đi sau và đặt ở trước cung thánh. Cái key point là các bạn nhớ là phải đặt trước cung thánh, không đặt trên cung thánh, cho dù cung thánh có chỗ. Có nhiều nơi thì họ, và không ghi là phải đặt như thế nào, có nhiều nơi họ sẽ đặt trên một cái bục, ở bên Mỹ thì họ nằm trên cái xe họ đẩy, hoặc là đặt trên sàn. Nhưng cái luật của giáo hội, luật phục vụ không cho phép chúng ta đặt quá cao để che mất cái bàn thờ. Cho nên để trả lời câu hỏi của bạn thì tôi không biết là những nước khác như thế nào, nhưng tại Hoa Kỳ thì rất rõ ràng là ghi rõ ràng là linh mục ra trước cửa nhà thờ chào, sau khi đó đi vào và linh mục đi trước quan tài, có nghĩa là đưa quan tài vào trong nhà thờ và đặt trước cung thánh. Đó là câu trả lời. Còn một số nơi tại sao đặt cuối nhà thờ thì tôi không biết. Tôi không thấy cái luật nào ghi là đặt cuối nhà thờ. Có thể đó là luật địa phương. Và nếu đó là luật địa phương thì các bạn cần phải hỏi cha xứ của mình. Hoặc là nếu cha xứ không trả lời được, hoặc là không hiểu tại sao, hay là bảo đó là truyền thống của xứ này, thì các bạn nên gọi lên văn phòng tòa giám mục để hỏi là đặt quan tài ở đâu. Bởi vì cái vị giám mục của địa phận đó là người có toàn quyền quyết định và hiểu được tại sao họ đặt cái quan tài ở dưới. Tuy nhiên, có một điều mà tôi muốn xác định rõ, có một số người chẳng hạn đã bội giáo hoặc là tuyên bố từ bỏ đức tin thì sẽ không có lễ an táng hoặc không đưa quan tài. Và không có lễ an táng thì dĩ nhiên là không có quan tài rồi. Tôi biết một số linh mục phạt người ta bằng cách là để quan tài ở ngoài. Thì tôi không nhìn thấy giáo hội chỗ nào cho phép vị linh mục có quyền làm điều đó, tức là đặt quan tài ngoài nhà thờ hoặc cuối nhà thờ, bởi vì người đó bỏ đạo, người đó không sống tốt hay gì đó, hoặc làm cái gì đó sai, thì không có chỗ nào giáo hội cho phép là linh mục có quyền phạt và làm điều đó. Giáo hội cho phép vị linh mục có thể không dâng thánh lễ, bởi công khai an táng cho người đó vì một lý do gì đó, nhưng cái đó thì rất hiếm, rất hiếm. Nhưng giáo hội không cho phép vị linh mục, không cho phép vị linh mục phạt và để quan tài ở phía dưới. Và đó là một số chia sẻ của tôi trong chương trình Sống Đạo 409. Chúng ta khi lễ an táng, chúng ta đặt quan tài ở đâu? Một lần nữa, tôi lên mục Martino Nguyễn Bá Thông của chương trình Sống Đạo Công Giáo, với mục đích là để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phụng thờ Thiên Chúa. Kính chào quý cô, quý ông bà và anh chị em. Để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phụng thờ Thiên Chúa. Chúng ta không được gọi
để nên thánh. Tôi nhắc lại, chúng ta không được gọi để nên thánh, mà chúng ta được sinh ra để làm thánh. We was born to be saints, not called to be one. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa.